Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Anh em ơi, ở trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ test cho các bạn xem một cái dàn cưa. Đây là một dàn cưa của một anh khách. Dàn cưa này của một bạn khách thì mình quên mất cái địa chỉ, điện thoại mình không cầm ở đây. Một dàn cưa full đai đồng và được gọi là sơn và thiết kế với cái dáng rất là đẹp. Đấy, cái form cưa rất là đẹp anh em ạ. Đẹp từ cái dáng đến cả cái nước sơn. Và riêng cái con cưa này thì là anh khách anh đang đặt mình với cái giá là đầu 2 các bạn ạ. Không có dưới đầu 2 đâu. Đầu 2 đồng ấy. Đấy. Bảo hành âm. Cưa bảo hành âm đàng hoàng. Thì anh khách anh yêu cầu mình là test cho anh ấy nghe. Trước khi bàn giao thì ok, trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ test cho anh khách nghe cái dàn cưa này. Cưa này là cưa cưa 45 các bạn ạ. Cưa này cưa đây 45 2 4 6 8 10 12 13 quả. Lâu lắm rồi thì mình cũng không được nghe cái âm cưa anh em ạ. Phải nói là lâu lắm rồi thì cũng không được nghe cái âm cưa. Từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay cũng chưa có một cái dàn cưa nào cả. Thì trong cái video ngày hôm nay thì anh em sẽ được nghe cùng với mình cái dàn cưa này. Cưa thì nói chung là nó chỉ tầm này thôi. Tầm D60 đổ lại thì mình thấy nó khét thôi, chứ cần cưa mà to chút nữa thì mình thấy nó cũng bình thường. Anh em, đấy là theo cái ý kiến cá nhân của mình. Cái quan điểm cá nhân của mình là cưa nó chỉ tầm này thôi là nó gắt và nó khét. Đấy. Lần này thì khả năng là mình test xong, bắt đầu mình chơi hết cái đêm nay xong thì mình mới giao cho anh khách. Đấy. Con diều này thì trước mình có cái ý định bán, nhưng mà bây giờ từ cái ngày chơi đến giờ là bỏ cái ý định bán rồi các bạn ạ. Con này viền của nó đây, nó kiểu như là viền trúc xước anh em. Đây. Cái viền này này, anh em thấy cái viền này, nó cũng kẻ ô như này, viền rất dày. Viền rất dày, dây 1 ly. Dây rất dày, viền này rất dày anh em ạ. Đấy. Và ở đây nó cũng có một cái thiết kế để cho cái dây này nó đỡ xoay lên xoay xuống. Như cái dàn cưa này thì nó cũng ấy thôi, nó cũng bình thường thôi anh em ạ. Cưa nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy cái phần về cái nước sơn của nó, anh đưa đây em quay cho bạn xem. Đấy. Đến cái nước sơn của nó thì nó bất bình thường anh em ạ. Đấy. Lâu rồi thì anh em cũng không được nghe cưa, thì ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn nghe cưa nhá. Đấy. Sáo của mình thì nó không có được nét và không được khét như mọi như nhiều anh em, như đối với mình chơi như thế này là mình cảm thấy là ok rồi. Còn nhiều anh em so sánh thì thật sự ra là nó nhiều ấy lắm. Nó nhiều nghệ nhân lắm, bây giờ nó nhiều nghệ nhân lắm các bạn ạ. Đấy, âm thì nó tương đương nhau thôi, còn nó nhỉnh hơn nhau một chút thôi. Bình không? Con này hơi bình đấy. Con này cứng vãi đạn luôn. Đứng đường này, đi đường này được không? Nhầm dây à? Đây, bây giờ mình sẽ nhờ bác Cảnh mới đi giải dây. Cảm ơn bạn nhé. Để xuống. Giải dây nhá. Nào, anh đi cầm dây gì? Cho anh cầm dây mà cho bác Cảnh bác cầm dây con. Đưa con tay cho bác cầm dây con này. Đó, gió đang mút. Đó, gió đang mút. Nó mút à? Mút gì? Sườn sướng. Xí nhiều. Đây, ngày hôm nay thì bên cạnh mình đây thì còn có một con diều của Tú nữa các bạn ạ. Diều Tú để gần cứt này. Diều của Tú. Tú thiết kế con diều này như lần trước mình cũng đã bảo với các bạn rồi, chữ T. Chữ T ở giữa có nghĩa là chữ Tú các bạn ạ. Đấy, đáng TU thì sắc Tú ngay. Đây, ngoài cái việc mà Tú đã sắm cho mình một con diều chữ T như thế này thì đây. Đây anh em ạ. Thì Tú nó lại vừa mới sắm cho mình một quả sáo đơn nải hoa nữa các bạn ạ. Sáo đơn nải hoa. Này, vành cháy. Ôi giời ơi anh em ơi, quả này thì nổ thì nhà nào mà có mái tôn mà yếu yếu ở dung mái tôn đấy. Tú này là T này là còn phải có cánh vỉa. Ở đây, này, cánh chim hai bên. Vương miện. Vương miện đấy, vương miện. Già gì đấy, kiểu yeah. vua. Đó. Quả này của Tú thì mình nhớ không nhầm thì Tú mua quả này hơn củ 7 sao ấy. Củ 7, củ 8. Quả này 100 bao nhiêu Tú nhỉ? Cột đấy, thiếu cột. Ồ sao đấy? Ok, tuột à? Anh em ạ, thì đấy, ngoài cái việc diều mới ra, sáo nó cũng phải mới. Và dây kia nó cũng mới anh em ạ, đấy, dây cũng mới. Quả này thì nét căng rồi, nói chung là Tú nó đầu tư chơi. Tú nó chịu chơi lắm anh em ạ, dạo này mình thấy Tú nó chịu chơi lắm. Sờ quả áo không nó đã kết rồi, đây, mình bảo với anh em hàng 1 triệu 1 mét đây. Tiền nào của đấy đây, hàng của nó có khác, nó chống nó buộc kinh lắm anh em ạ, lắc cũng khó lắc. Đó là buộc cho mình, buộc như lờ, nó buộc như mình, nó buộc như lờ anh em. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ đâm con này cho các bạn nghe âm luôn nhá. À, Huynh đứng sang bên này cho mọi người nghe âm á. Dạ ông kìa, cho ông đi. Đây, đây.
Bác Cảnh ơi, bác Cảnh cầm dây cho em đâm con này phát à. Anh em chuẩn bị nghe âm con này không Huynh ơi? Huynh đứng ra góc kia đi. Góc kia hoặc Huynh xuống dưới này đi. Xuống dưới này hộ đèn ấy. Cho anh em nghe âm cho nó rõ anh em ạ. Ở trên trời thì đang có một con bò của mình nữa, cho nên là đấy, có một con bò ấy, cho nên là nghe nó không ấy đâu. Nào bác Cảnh chuẩn bị căng dây ra đi. Anh em mắc loa cho tai nghe lại nhá. Nào. Các ai cháy đấy, từ từ đã. Từ từ. Neo bị ấy, neo bị C. Nào. Căng đi. Nào căng nhá, 2 3 lên này. Vẹo. Bác thả dây từ đấy. Thả dây từ đấy, cứ thả dây từ đấy. Thả lấy cái chân nắm vào cái guồng ấy. Hoặc là xách cả guồng ở đây em thả cho. Xách cả dèo cả guồng đây. Ở vườn thả là cháu trong cái trường. Anh em đợi một tí. Ôi thôi. Kìa. Kìa ở đấy, điều mình sao kìa. Ôi toàn xong rồi, tú toàn gì kìa. Đang dướn thì tầm này căng lắm. Giờ chỉ nghe bò thôi. Ừ, lo dướn mà con này. Đấy. Em đang thả dây nào? Chả thả dây là cái chắc là gì á. Đôi kia thả dây rồi. Thế giờ nó mới ra đến đây. Nào ok, bác Cảnh mang đây em cho anh em nghe tiếng sáo hết. Để cho nó vươn, nó đang cầm tốc như này, anh em nghe rất rõ luôn. Nào mang đây em. Nào ok, anh em chuẩn bị nghe tiếng sáo rồi. Mình sẽ cho các bạn nghe cái tầm gần nhá. Mắc loa đeo tai nghe này này. Okay, bắn thêm dây nhá. Anh ơi, anh cho con diều một ngọn một viên để em xem này. Chỉ được trong một diều một lần thôi. Chớp chơi. Con diều tú về 5 mét à? 4 mét rưỡi. 4 mét rưỡi. Nào. Cưa, vươn. Yeah. Nhắc đến còi và cưa thì anh em đã quá hiểu về bản chất nó rồi đúng không? Còi và cưa thì nó rất là khét, nghe nó chói tai ấy. Nghe nó chói tai ấy. Trên kia làm sao kia? Mấy ông kia tao nhục cái kia nhỉ? Lên phát em mà. Anh ơi. Anh mượn xe lên đấy phát em mà. Xe nào? Đấy. Sao lại phải cầm cái kia nhỉ? Đây anh em ạ. Rất khét luôn. Quá khổng hồ. Quá là màn luôn. Bây giờ mình sẽ thả bắn nút dây nhá. Bắn nút dây cho nó lên hẳn, cho nó xiên mây đi, cho nó đỗ. Tối mình ngồi mình trông nó đỡ nhục anh em ạ. Đấy, nhiều anh em hỏi mình bảo là anh ơi anh quay cưa đi. Anh ơi anh quay cái cưa đi. Thì đây cưa của anh em đây. Cưa đến D45 13 quả đây. Nó khét như thế này đây. Ngày hôm nay ở mình nó lại có một cái đợt gió. Đợt gió rất là đẹp anh em ạ. Được rồi. Tự nhiên nó lại có một cái đợt gió nam nó đẹp như thế này. Đây mình quay kiểu mọi người xem. Nói chung là con này bảo giờ chỉ còn là những chấm nhỏ trên trời xanh. Vẫn nhìn thấy mà phải không? À, ừ. Vẫn nhìn thấy. Con này nó màu đen, con diều này nó màu đen. Đấy anh em là có nhu cầu đặt cưa. Nói chung là anh em có nhu cầu nào nhu cầu mà gọi là đặt tất cả các loại âm ấy thì cứ liên hệ mình đều có. Bảo hành âm. Vườn ăn như này mà không líp này, dễ kêu khó líp. Ở kia xin mời. Thế nhìn cái gì vậy? Đây, đằng nào. Anh em ạ, như cái dàn sáo này mình có một cái đánh giá. Như cái dàn sáo này mình có một cái đánh giá như thế này anh em ạ. Mình có cái đánh giá về cái dàn sáo này là nó rất là dễ kêu. Nó đã dễ kêu rồi nhưng nó lại còn khó líp á. Mình chả hiểu tại sao người ta làm cái kiểu gì mà nó lại được như thế. Đấy. Còn ngoài ra tí nữa thì mình sẽ show cho các bạn xem về cái góc sáo ở nhà mình. Không nhà mình rất nhiều cái loại sáo anh em ạ. Bây giờ mình được buộc làm... Huynh ơi, Huynh buộc hộ đệ bắt. Đái à? Đái đi xong buộc hộ đệ bắt.
Bây giờ mình chỉ thả cái tầm này thôi anh em. Mình nghĩ là mình thả tầm này nó đẹp rồi. Khát đấy, khét anh ạ. Quá khét luôn. Đây quay diều mọi người xem. Không nhìn thấy. Thấy dây càng đét anh em ạ. Vẫn nhìn thấy đốm này. Cưa này thì nó khét rồi anh em ạ. Cưa thì quá khét luôn. Nghe này khó chịu lắm. Anh em chơi dàn thì xác định là tối tầm 10 giờ là kéo nhá, để cho người ta đi ngủ ấy. Nói chung là ai cũng thế rồi. Mình thấy rất là nhiều anh em phản ánh về cái vấn đề, phản ánh về cái vấn đề gọi là thả diều sáo dàn đêm. Thì mình, bản thân mình thôi, mình chơi mình cũng không chấp nhận được cái vấn đề đấy anh em ạ. Mình chơi mình không chấp nhận được cái vấn đề là gọi là thả đêm sáo dàn. Em tưởng là buộc vào xong về đây cơ. Trơn. Nó cứ tuột thôi. Thả hết cái dù đấy thôi gì. Ừ. Hết dù đấy đủ đỗ ấy nhỉ, không phải nối nó đâu đúng không? Nối. Nó sẽ dài ngang đi. À, chấp nối vào. Mỗi đoạn tí. Đây khả năng bây giờ mình sẽ buộc tầm này thôi anh em ạ. Mình thả tầm này thôi. Ngày hôm nay thì gió nó to. Mình buộc hộ đệ không? Mình không có việc. Bây giờ mình mà buộc mình giàu quá, mai đéo thả kéo cho mình tầm ơi. Cưa đấy anh em ạ. Để tí. Nhẫn nhìn này. Mấy anh em mà khét khét dã man luôn phải nói. Muốn buộc ấy, lấy cái dây này buộc vào. Mấy không hiểu à? Buộc vào cái dây nào? Lấy cái dây nào? Dây hai dây buộc vào nhau. Bên này là chắc ăn chắc ấy. Bây giờ mình sẽ cho đỗ ở đây nha anh em nhé. Thì chủ yếu trong cái video này ngày hôm nay thì mình muốn cho anh em xem gọi là chiêm ngưỡng một cái quả dàn cưa nó khét như thế này. Đấy, với cái giá nó cũng rất là trung bình, nó không phải là cao. Nếu mà cao nữa thì nó dã man nữa anh em ạ. Nói chung là nó là như thế này, tiền nào của đấy. Anh em phải hiểu đơn giản là như vậy. Người ta gọi là tiền nào của đấy nó là như thế. Muốn nét nữa, muốn đẹp nữa thì vẫn ok, vẫn có mà. Đấy, không thiếu. Bây giờ mình sẽ buộc nó vào, mình đi về đó anh em ạ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đấy, anh em nào cảm thấy video mình hay, nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh, một chia sẻ kênh nhá. Đặt giáo, đặt diều, tất cả mọi thứ thì cứ liên hệ mình, làm được hết. Vừa rồi, sau hai cái năm vừa rồi gọi là đi chất lọc kinh nghiệm của các nghệ nhân, thì bây giờ mình về mình quyết định là gọi là mình làm anh em ạ. Buộc chắc cho mình. Bỏ mặt ra, phạt vào mặt này. Đấy, ok anh em, bye bye.